phẩm 11 101 Belatha Kani Tái sanh trong thời Đức Phật hiện tại Ở Savatthi Trong một gia đình Bà La Môn Ngài được đặt tên là Belatha Kani Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng Ngài xuất gia Tu tập chỉ quán Trong một khu rừng ở Kosala Nhưng Ngài rất biếng nhác và hay nói lời thô ngữ. Do vậy, tâm tư Ngài không trơn tránh để tu tập. Thế Tôn biết được thiền quán chín mùi của Ngài, khích lệ Ngài với bài kệ như sau. 101. Từ bỏ đời cư sĩ, trách nhiệm chưa làm xong, dùng miệng như cái cày, bụng ăn no biếng nhác, như con heo to lớn, đồ ăn thật đầy đủ, kẻ nhác lại liên tục đi đến chỗ thai tạng. Như thấy Đức Bổn Sư trước mặt, Ngài cảm thấy xúc động mãnh liệt khi nghe bài kệ này và triển khai thiền quán. Không bao lâu chứng quả A-la-hán, Ngài dùng bài kệ này nói lên chánh trí của Ngài. 102. Tê túc cha trong thời đức phật hiện tại ngài sanh làm con một vị vua địa phương không thể giữ nước nhà độc lập ngài bị mất ngôi vua lang thang trong nước với tâm tư sầu khổ ngài thấy và nghe thế tôn thuyết pháp xuất gia chứng quả a la hán cân nhắc trong bài kệ chống đối đời thế tục Ngài nói lên tránh trí của Ngài. 102. Bị kêu mạn lừa đảo, tâm uế nhiễm trong hành, lợi, bất lợi, dao động, họ không chứng thiền định. 103. Ban Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Silavati, con của một người nghị sĩ được đặt tên là bandura một hôm đi đến savatthi có công việc ngài đi với một số cư sĩ đến ngôi tinh xá nghe thế tôn thuyết giảng khởi lòng tin xuất gia và chứng quả a la hán để đền ơn vị vua của mình đã giúp đỡ cho ngài thành công ngài đi đến silavati để thuyết pháp giảng cho vị vua về bốn sự thật. Vị vua trở thành một Phật tử, xây dựng một ngôi tinh xá lớn, đặt tên là Sudarsana, cúng dường cho Ngài. Ngài cúng dường tất cả cho giáo hội, đi khất thực như lúc trước, và Ngài muốn đi đến Savatthi. Các tỷ kheo nói với Ngài, Hãy ở lại đây với chúng tôi nếu hiền giả thiếu thốn điều gì, chúng tôi sẽ tìm kiếm cho hiền giả. Ngài trả lời: Tôi không có cần điều gì khác, tôi sống với những gì tôi có được. Tôi tự bằng lòng với vị của chánh pháp. Và ngài nói lên bài kệ: 103. Ta không có cần thiết việc này hay vật này, ta sống trong hạnh phúc họ hưởng được pháp vị sau khi uống vị ngọt tối thượng và đệ nhất ta sẽ không thân thiết với thuốc độc nọc độc 104 khi ta ca trong thời đức Phật hiện tại ngài sanh ở Savatthi, xá vệ trong gia đình Bà La môn khi lớn lên nghe danh tiếng của Ngài Maha Mogallana, Đại Mục Kiền Liên, về thần thông lực, Ngài nghĩ, ta rồi cũng sẽ như vậy. Thúc đẩy bởi thiện duyên đời trước, Ngài xuất ra, tinh tấn tu tập chỉ và quán. Không bao lâu, chứng được sáu tháng trí. Rồi dùng sáu tháng trí ấy, Ngài bắt đầu thi ơn cho chúng sanh với thần túc thông và tha tâm thông. Khi các tỷ kheo hỏi Ngài, Hiền giả khi ta ca, có phải hiền giả dùng thần thông? Ngài trả lời với bài kệ. 104 Thân ta thật nhẹ nhàng, cảm xúc hỷ lạc lớn, như bông thổi trước gió, thân ta nhẹ trôi bay. 105 Malita Vamba Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình bà La Môn ở thành phố Kuru Cách Cha. Ngài được trưởng lão Bách Cha cảm hóa và xuất gia tu tập thiền quán. Ngài trú tại chỗ đồ ăn khất thực khó kiếm. Chỗ nào ba đồ vật dụng cần thiết khó kiếm còn đồ ăn khất thực dễ kiếm, thời ngài bỏ đi. Tiếp tục như vậy, nhờ thiện duyên đời trước, ngài trở thành bậc đại nhân, phát triển thiền quán và chứng được quả A la hán. Suy nghĩ trên quả chứng của mình, ngài nói lên bài kệ: 105. Ta không muốn an trú khi ta không vừa ý, Chỗ nào có lạc thú, ta liền rời bỏ đi. Tại chỗ nào mục đích không phải không liên hệ, chỗ ấy người có mắt có thể an trú được. 106. Suhe manta. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở nơi biên địa, con một bà la môn giàu có, Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển ở thành phố Sang Cát Sa. Ngài xuất gia và trở thành người tụng đọc ba tạng, cuối cùng chứng được sáu thắng trí. Ngài suy nghĩ, ta đã được những gì một người đệ tử có thể chứng. Vậy ta hãy phục vụ cho giáo hội. Rồi Ngài thuyết giảng cho các tỷ kheo và giải quyết các vấn đề khó khăn của các vị ấy. Một hôm, Ngài nói với đại chúng và các người có trí như sau. 106. Tại chỗ nào mục đích trong tánh tướng ẩn chứa, kẻ ngu thấy một phần, kẻ trí thấy trăm phần. Như vậy, vị trưởng lão nói lên trước các tỷ kheo về trí tuệ phân tích biệt tài của Ngài. 107. dama Sava Sanh tại xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, trong một gia đình bà La Môn. Bị thúc đẩy bởi điều kiện chín mùi, Ngài chọn đời sống xuất gia, bỏ đời sống thế tục. Tìm gặp bậc đạo sư ở núi Nam Sơn, Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp, xin xuất ra. Sau một thời gian chứng quả A-la-hán, hoan hỷ với quả chứng của mình, Ngài nói lên bài kệ. 107. Cân nhắc suy tư xong, ta xuất ra không nhà. Ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. 108 Phụ thân của Dhamma Sava Ngài theo gương người con nói rằng Con ta từ bỏ đời sống thế tục khi còn trẻ như vậy Sao ta không noi theo gương? Rồi Ngài tìm gặp Thế Tôn xuất ra Không bao lâu chứng quả A-la-hán Và nói lên bài kệ 108 với tuổi trăm hai mươi ta xuất gia không nhà ba minh ta đạt được lời phật dạy làm xong một trăm lẻ chín sangha rakhita trong thời đức phật tại thế sanh trong một gia đình giàu có ở savatthi ngài tìm được lòng tin xuất gia lấy một đề tài để thiền quán và cùng với một tỷ kheo sống trong rừng. Không xa chỗ ngài ở có con nai mẹ nuôi con nai con trong một đám cây rậm rạp. Vì thương con, con nai mẹ không đi xa được nên phải đói khát, không đủ cỏ nước gần đó. Thấy vậy, ngài nói, thật vậy, thế giới này bị ái triền trói buộc sống trong đau khổ không thể chặt đứt được. Với cảm thọ ấy để khích lệ, Ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Thấy bạn mình nuôi dưỡng nhiều tư tưởng sai lầm, Ngài giáo giới bạn mình với bài kệ như sau. 109. Dầu có sống cô độc, với lòng thương từ mẫn, của bậc đã lo nghĩ đến hạnh phúc tối thượng. Vị này vẫn không nghĩ đến lời dạy bổn sư. Như vậy, vị ấy sống với căn còn mộc mạc, chẳng khác con nai cái non yếu trong khu rừng. Khi nghe những lời này, vị tỷ kheo kia bị dao động mạnh, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. 110. U Sa Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala. Ngài khởi lên lòng tin khi bậc đạo sư nhận lãnh tinh xá setavana kỳ viên. Sau khi hành trì hạnh sa di, ngài sống trong rừng dưới chân núi. Vào mùa mưa, các mây xả mưa xuống cây cỏ trong rừng các bụi cây, nhóm cây đều đầy những hoa lá. Rồi ngài từ hang đi ra, thấy cây cối xanh tươi, đẹp, nên nghĩ rằng các cây và các cây lau này không có ý thức. Tuy vậy, với mùa mưa tiếp sức, chúng được lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn mạnh các đức tánh tốt đẹp khi ta đã đạt thời tiết thuận tiện? Rồi ngài nói lên bài kệ tuyên bố chánh trí của ngài và với tinh tấn nghị lực, ngài chứng quả A La Hán. 110. Những cây được vươn cao nhờ mây cao tưới mát, với mưa mới thấm nhuần, được xanh tươi lớn mạnh. Đối với U Sa Ba ưa thích sống viễn ly, Ý thức được rừng núi, vị ấy khiến sanh khởi rất nhiều điều tốt đẹp. Phẩm 12 111 Genta Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong nước Magada, Ma Kiệt Đà, tại làng Genta, con một vị vua địa phương. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp duyên thúc đẩy, ngài muốn xuất gia, suy tư đến đời sống thoát tục. Ngài nghe bậc đạo sư thuyết pháp rồi xuất gia. Tinh cần tu tập, hân hoan trong thiền quán, ngài chứng quả A La Hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những vân vân phải gặp lúc trước Ngài phấn khởi nói lên bài kệ. 111. Khó thay đời xuất gia, khó thay đời cư sĩ. Sâu kín thay tránh pháp, khó kiếm thay tài sản. Lựa chọn thật khó khăn, nếp sống này sống khác. Khi tâm trí luôn luôn nghĩ đến lẽ vô thường, 112. Vách cha gota. trong thời đức phật hiện tại ngài sanh ở rajagaha vương xá con một bà la môn giàu có vì có đến bốn vị trưởng lão tên vách cha ngài được gọi là vách cha gota khi đến tuổi trưởng thành giỏi về bà la môn giáo điển ngài cảm thấy không thỏa mãn vì không tìm thấy lõi cây trong sự học hỏi ấy sau ngài trở thành một du sĩ nhờ vậy ngài gặp bậc đạo sư bằng lòng với những câu trả lời ngài xuất ra và sau một thời gian chứng được sáu thắng trí hân hoan với quả trứng và nếp sống của mình ngài nói lên bài kệ 112 Ta chứng được ba minh, đạt được đại thiền định. Tâm chỉ được thiện xảo, ta đạt được mục đích. Lời Phật dạy làm xong. 113 Vana Vách Cha Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một bà la môn giàu có ở Rajagaha, vương xá được đặt tên là Vana Vách Cha. Ngài khởi lòng tin khi bậc đạo sư hội kiến với vua Bimbisara Bình Sa. Sau ngài xuất gia, chứng quả A La Hán. Khi đã chứng quả A La Hán, ngài sống trong rừng Thiên Tu Hạnh Viễn Ly. Do vậy, được gọi là Vana Vách Cha. Một hôm, Ngài muốn giúp ích cho bà con đi đến Rajagaha, sống trong một chỗ ở nhỏ, và nói với họ nếp sống của mình. Các bà con yêu cầu Ngài dùng bài kệ này, nói lên Ngài ưa thích sống ở rừng núi và hành trì hạnh viễn ly. 113. Dưới tảng đá, băng đá, có nước suối trong chảy, có khỉ và có nai lai vãng sống gần bên cỏ cây bao trùm nước núi rừng ấy ta ưa bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngài một trăm mười bốn adi -mutta. trong thời đức phật hiện tại ngài sanh trong một gia đình bà la môn giàu có ở savatthi tên là Adi -mutta. ngài cảm thấy bất mãn khi thấy giáo lý bà la môn không có gì căn bản chứng kiến uy nghi đức độ của đức phật khi tinh xá kỳ viên được dân cúng ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả a la hán ngài giáo giới các tỷ kheo sống với ngài các vị này rất là lực lưỡng với bài kệ sau đây 114. Trong nếp sống tâm tư hướng về hạnh từ bỏ, với thân thể thô lỗ, nặng nề như thế này, nếu ham muốn thân thể được thọ hưởng các lạc, từ đâu thành tựu được hạnh của bậc sa môn? 115. Maha nama trong thời Đức Phật tại thế. Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một bà La Môn, được đặt tên là Maha Nama. Ngài được nghe Thế Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Lấy một đề tài làm thiền quán, ngài sống trên một ngọn đồi tên là Nesadaka, không thể chặn đứng được các dục tưởng khởi lên. Ngài tuyên bố đời này của ta có ý nghĩa gì với tâm tư uế nhiễm như vậy tự nhàm chán với chính mình ngài leo lên một đỉnh núi và như muốn lao mình xuống ngài nói với chính mình như nói với một người khác ta sẽ giết nó với bài kệ như sau 115 hãy xem sao đời nay lại chấm dứt ở đây, với hòn núi nhiều ngọn và nhiều cây cối này, núi Nesadaka, một ngọn núi có danh, rậm rạp với cỏ cây, che kín, trùm tất cả. Tự mình trách móc như vậy, vị trưởng lão phát triển thiền quán và chứng quả A-La-Hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bố tránh trí của Ngài. 116 Para Parisa Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Rajagaha, Vương Xá và rất giỏi trong ba tập vệ đà. Vì Ngài thuộc dòng họ Para Para, Ngài được gọi là Para Parisa và dạy các bùa chú. Ngài thấy oai nghi đức độ của Đức Bổn Sư ở Para Jagaka, xin xuất ra và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến đời sống hành đạo của mình, Ngài nói lên sự phấn khởi hân hoan của Ngài ngang qua bài kệ. 116. Từ bỏ sáu xúc xứ can môn khéo chế ngự gốc tà ác nhổ sạch ta đạt lậu hoặc tận bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài 117 ra xa trong thời đức phật hiện tại ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất giàu có ở benares ba la nại Ngài được nuôi dưỡng rất tinh tế và có ba lâu đài hợp với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ thúc đẩy, Ngài thấy cảnh bất tịnh của những người hầu cận Ngài. Quá xúc động trước cảnh tượng ấy, Ngài đi đôi dép vàng, từ bỏ thành nhà và được chư thiên mở cửa thành cho. Ngài đi đến Isipatana, chư thiên đọa xứ vừa đi vừa than ôi sầu khổ thay ôi nguy hiểm thay lúc ấy thế tôn đang đi ngoài trời ở isipatana thấy xa xa như vậy liền gọi hãy đến đây này xa xa ở đây không có sầu khổ không có nguy hiểm nghe vậy ngài rất hoan hỉ cười dép để một bên ngồi xuống bên cạnh Thế tôn, bậc đạo sư thứ lớp thuyết giảng cho Ra Sa về bốn sự thật. Khi giảng xong, ngài trở thành một phật tử. Và khi Đức Phật thuyết giảng cho phụ thân Ra Sa, lúc ông đến tìm ngài, ngài chứng quả A La Hán. Rồi Đức Phật đưa bàn tay mặt ra đón Ra Sa và nói: Hãy đến này tỉ kheo. Khi nói vậy, tóc của Gia Gia được cắt ngắn lại bằng hai ngón tay và có được đầy đủ tám vật cần dùng. Suy tư đến quả trứng và nếp sống của mình, Ngài cảm thấy hân hoan khi nghe hai chữ Hãy đến đây tỉ kheo và nói lên bài kệ. 117. Khéo thoa sức, khéo mặc, dùng mọi loại thời trang, ta chứng được ba minh, lời Phật dạy làm xong. 118 Kim Ly Ba Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapila Phát Thu, Ca Tỳ La Vệ, trong một gia đình một vị vua dòng họ Thích Ca, tên là Kim Bi La. Ngài hưởng được tài sản rất nhiều. Bậc đạo sư thấy được thiền quán của Ngài chín mùi khi Ngài ở Anupiza. Để khích lệ Ngài, Thế Tôn cho hiện lên một nữ nhân rất đẹp trong tuổi trẻ và làm cho Ngài thấy nữ nhân ấy từ tuổi trẻ bước qua tuổi già. Kim Bila thấy vậy rất xúc động và nói lên bài kệ 118 Như bị lời chủ ếm, tuổi già đến áp đảo, dung sắc bị đổi khác, nhưng cũng dung sắc trước, vị ấy như thế nào, không có gì thay đổi, nhưng ta chớ tự ngã, có gì đã đổi khác. Nghĩ đến lẽ vô thường, Ngài cảm thấy sao động mạnh và đi đến bậc đạo sư nghe pháp xuất gia và sau một thời gian chứng quả a la hán ngài nhấn mạnh cái nhìn thường hằng trước của ngài đối với sự vật và nói lại bài kệ này như nói lên chánh trí của ngài 119 Vách di Putta trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị vua Lichavi ở Vesali và được gọi là con của Vazi vì phụ thân thuộc về dòng họ này. Khi còn trẻ, thiên về huấn luyện voi, thúc đẩy bởi nhân duyên chín mùi để giải thoát. Ngài đi đến tinh xá đúng lúc bậc đạo sư thuyết giảng. Sau khi nghe, Ngài xuất gia sau một thời gian chứng 6 tháng trí. Sau một thời gian, sau khi bậc đạo sư vừa nhập Niết Bàn, Ngài cùng với các bậc trưởng lão thỏa thuận cố gắng duy trì chánh pháp không có suy xuyển. Và cùng với các vị trưởng lão đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một hôm, Ngài thấy tôn giả Ananda đang thuyết pháp cho một số đông người để khích lệ tôn giả Ananda chứng quả cao hơn. Ngài nói lên bài kệ này. 119. Hãy đi đến khu rừng, rậm rạp những rễ cây, hãy để cho niết bàn chìm sâu vào tâm người. Hỡi này Gotama, hãy tu tập thiền định. Việc làm lăng xăng này có nghĩa gì cho ông? 120 EC Data Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong xứ Avanti, tại vườn Velugama, làm con một người lữ hành trưởng. Ngài trở thành bạn của Chitta, một gia chủ ở Makchi Kasanda, bằng cách giao thiệp thư từ, dầu cho hai người chưa gặp nhau. Chitta viết cho Ngài về sự tuyệt diệu của Đức Phật, gửi cho Ngài tư liệu về tổ chức giáo hội. Ngài cảm thấy xúc động mạnh và xin xuất ra. Với sự chỉ đạo của Maha Cách Cha Na Đại Ca Chiên Diên, cuối cùng Ngài chứng được sáu thắng trí. Ngài quyết định đi đến yết kiến Đức Phật, từ biệt trưởng lão và đi đến xứ Trung Biên thung lũng sông Hằng, ý kiến Đức Bổn Sư. Bậc Đạo Sư hỏi Ngài về sự tiến bộ trên đường tu hành. Ngài trả lời, từ khi con tu tập trong Pháp và luật của Ngài, mọi sầu khổ đều chấm dứt và con sống không có sợ hãi. Rồi Ngài nói lên tránh trí của mình với bài kệ như sau. 120 năm uẩn được rõ biết đứng với dễ chặt đứt khổ diệt đã đạt được lậu hoặc diệt ta chứng